Xin mời, cá đây, cá tươi ngon đây bà con ơi. Xin mời, xin mời, xin mời. Cá tươi ngon đây bà con ơi. Xin mời quẹo lửa. Mua một con tặng một con, xin mời, xin mời. Hiểu dạ. Anh à, cá của tôi làm xong chưa? Cá của anh? Chắc là cái túi đó đó. Được rồi, được rồi. Thật ngại quá. Nè. Đợi một chút. Hả? Anh vẫn chưa trả tiền. Tôi đã trả tiền rồi. Sau khi tôi chọn cá xong, tôi đã nói là tôi qua bên kia coi chút đồ, một lát nữa tôi lấy mà. Chưa đưa. Tôi gạt cô làm cái gì? Thật sao? Hiểu anh à, tôi đã mua cá cho cô lâu lắm rồi. Tôi gạt cô làm gì chứ? Cô suy nghĩ kỹ đi. Nhưng mà thật sự là chưa đưa. Tôi đưa rồi. Lúc nãy người khách này đã đưa tiền cho con rồi mà. Lấy rồi. Thật ngại quá, xin lỗi gì nha. Ba. Hả? Ảnh chưa có đưa tiền cho con ba. Đưa rồi, lúc nãy ba cũng có ở đây mà. Cậu ấy nói đưa tiền trước rồi đi mua chút đồ, lát nữa quay lại lấy. Lấy rồi bà con. Vậy sao? Còn nữa, đã có ba khách hàng họ phản ảnh với ba. Họ tới đây mua cá, nói là cá vẫn còn sống, chưa có làm. Sau này con phải làm cho sạch sẽ đó, có biết chưa? Nhưng mà con đã làm hết rồi mà. Bà đã biết rồi, sau này chúng ta chú ý một chút là được rồi ha. Ba, gần đây con hay quên chuyện này chuyện nọ phải không? Có phải là hậu quả của tai nạn không? Không phải đâu. Chắc là do con mệt mỏi quá mà thôi hả? Bà nói con nghe, lát nữa con ẵm Danh Dương về trước đi. Ở đây có ba là được rồi. Tam Lan đang nấu cơm đợi con ở nhà đó. Con về nhà trước đi ha. Dạ được, thôi con về trước nha. Ba đừng làm mệt quá. Vậy thôi con về nha. Con đưa Danh Dương về luôn. Được rồi. Danh Dương, về nhà nha. Ba tạm biệt. Tạm biệt. Trí nhớ của Hiểu Anh càng ngày càng tệ hơn rồi. Danh Dương, nóng quá hả? Nhiều mồ hôi quá. Chúng ta nghỉ ở đây chút nha. Sao nóng quá vậy? Đúng rồi, lúc nãy bà nói mình phải mau về nhà, Tam Lan đã nấu cơm rồi. Sao mình lại quên chứ? Tam Lan, thơm quá. Tôi về rồi nè. Wow, nhiều món quá. Ê, hả? Danh Dương đâu? Hả? Danh Dương? Phải rồi, chú Thiên Hổ gọi điện nói là chú ở lại dọn hàng, còn kêu cô đưa Danh Dương về nhà trước mà. Có sao? Có. Hiểu Anh ơi, cô suy nghĩ kỹ lại coi, lúc nãy cô đi tới đâu hả? Có phải để Danh Dương ở đó luôn rồi không? Danh Dương? Danh Dương? Trời ơi, tôi cũng không biết nữa. Rồi. Cô bình tĩnh lại đi đã hả? Cô hãy ở nhà đi, đừng có đi lung tung đó. Tôi đi tìm cho. Trời ơi, chết rồi. Sao kỳ vậy? Lúc nãy mình đã đẩy Danh Dương về nhà chung mà. Đâu rồi? Danh Dương! Danh Dương! Ủa? Chúng ta đã đi qua chỗ này rồi phải không? Đúng vậy. Em biết gần đây áp lực của anh rất lớn. Phong cảnh ở đây rất đẹp, cho nên đi anh tới đây chơi. Cô nói cũng phải. Từ khi ba tôi qua Mỹ trị bệnh, giao công ty lại cho tôi, tôi thực sự là bị công việc làm đến không thở nổi. Thôi vậy đi, sau này anh muốn tâm sự hay là đi dạo đâu đó, cứ việc nói với em, em sẽ tháp tùng anh. Cảm ơn. Ủa, hình như bên đó có tiếng trẻ con không? Đúng ha, tiếng trẻ con từ bên đó. Qua đó coi thử. Không biết để lạc Danh Dương ở đâu rồi nữa. Nè, hai người làm gì vậy hả? Đây là con tôi đó. Ồ,
Thật là ngại quá. Chúng tôi nghe được tiếng trẻ con đang khóc cho nên định tới xem thử. Liên quan gì hai người chứ? Xin lỗi nha. Rồi. Ngoan con. Ê nè, nè. Đúng là lòng tốt không được báo đáp. Nhạc Phong, em thấy người này rất quen mặt. Hình như là người bán cá đó. Kỳ lạ, lần trước mua cá không bán cho chúng ta, bây giờ lại ấm con đi mất. Kỳ lạ, anh ấy đang lo lắng điều gì chứ? Cô nói cũng đúng, tôi cũng thấy người này rất lạ. Nhìn thấy tôi giống như là thấy ma vậy. Thậm chí còn sợ tới nỗi quên luôn chiếc xe đẩy này. Không sao, tôi phải đi hỏi rõ ràng. Nè, Nhạc Phong, thôi bỏ đi anh. Với những loại người như vậy, thêm một chuyện chỉ bằng bớt một chuyện. Chúng ta về thôi. Được. Cũng may nha, là chú nhanh nhẹn đó. Nếu không để người đó nhìn thấy hả, mẹ con rất ghét người đó luôn á. Tâm Lan, đụng phải người Tâm đó Lan. Rất rối lắm nha. Ý, hiểu anh. Anh tìm thấy Danh Dương rồi. Nè, trả cô đây. Danh Dương, xin lỗi nha. Xin lỗi. Cô đó, để lạc Danh Dương ở nơi mà cô ngồi ngắm cảnh biển đó, hiểu chưa? Hả? Sao lại như vậy? Tâm Lan, gần đây tôi có tật quên này quên nọ, hình như càng ngày càng nặng hơn rồi. Không có đâu, đừng có suy nghĩ lung tung nữa. Tôi nghĩ có lẽ gần đây cô hơi mệt nên trí nhớ không được tốt lắm thôi. Đi thôi. Cảm ơn. Không biết bây giờ ba anh và Hiểu Anh đang ở đâu nữa. Tìm lâu như vậy rồi vẫn không có tin tức của họ. Không biết là đến bao giờ mới tìm được họ đây. Nhạc Phong, trời không phụ lòng người đâu. Anh cố gắng đi tìm họ như vậy, em tin là ông trời sẽ bảo vệ cho họ, cho mọi người gặp lại mà. Cũng mong là vậy. Bé cưng, sắp tới nhà rồi. Xin lỗi nha. Xe đẩy của Danh Dương đâu? Xe đẩy hả? Tôi chỉ lo ẩm Danh Dương về, xe đẩy bỏ lại luôn rồi. Thì ra anh cũng quên này quên nọ, hai chúng ta cũng không thua gì nhau đâu ha. Đi thôi, bây giờ chúng ta tới lấy ha. Đi. Ngoan nha. Alo, chú Thiên Hổ. Tam Lan, chuyện gì vậy? Chú Thiên Hổ à, con có gặp người đàn ông lần trước chúng ta gặp đó. Gặp người đàn ông mà người đàn ông nào vậy? Một người đàn ông mà đi cùng một người phụ nữ tới quầy mua cá đó. Nè, chú Thiên Hổ, trùng hợp tấm hình ở nhà chú có người này nè. Chú và Hiểu Anh gặp người này đều trốn đó, chú nhớ không? Là Nhạc Phong sao? Nè, bây giờ cậu ta đã ở đâu vậy con? Hiểu Anh đó chú, đưa Danh Dương đi ngắm cảnh biển rồi quên đưa thằng bé về luôn, nên con vội vàng đi tìm. Khi con đến nơi thì chạm mặt với người đàn ông đó. Cũng may là con nhanh nhạy, vội vàng ẵm Danh Dương về nhà liền. Nó có nhìn thấy Danh Dương không vậy? Dạ không, chú Thiên Hổ không nhìn thấy. Được rồi, chú Thiên Hổ con hỏi chú chuyện này được không? Thật ra người đàn ông đó là ai vậy chú? Con không cần hỏi chuyện này đâu. Con có biết bây giờ cậu ta đã ở đâu không hả? Dạ con không biết, nhưng mà con nghĩ là chắc chắn họ đang đi dạo nên tới đó thôi. Được rồi, chú biết rồi. Được rồi, đợi lát nữa chú sẽ về nghe ha. Dạ rồi. Tôi mua ba bao này. Được. Anh gói lại giùm nha. Con chờ chút nghe. Ba, con nhớ trước đây ba đã nói, sau này khi ba nghỉ hưu, ba muốn sống ở làng cá gần biển. Nhưng mà con đã đi tìm nhiều nơi rồi nhưng không có tin tức gì hết. Ba và Hiểu Anh cùng với Danh Dương hiện giờ đang ở đâu? Không biết Nhạc Phong có còn ở cảng cá không nữa. Mình rất muốn được gặp nó. Thank you.
đã lâu không gặp rồi. Ba thật sự rất nhớ con đó. Trong thời gian qua, con sống có tốt hay không? Con và Tú Khanh thường tới bờ biển. Hai đứa đang hẹn hò hay là đã lấy nhau rồi? Tha thứ cho ba đã không chịu gặp mặt con. Ba quyết định đưa Hiểu Anh đi, bởi vì nó không thể làm vợ con được. Chuyện này khiến ba thấy rất đáng tiếc. Nhưng mà ba chúc con tìm được hạnh phúc. Hy vọng con và cô Tú Khanh sẽ có được cuộc sống hạnh phúc mỹ mãn. Chị, trời đã tối rồi, cũng đã dọn dẹp xong, anh đi nghỉ đi. Đúng rồi, đã tối vậy rồi. Sáng mai tôi phải dậy sớm, thôi tôi ngủ trước đây. Ừ. Cô cũng nghỉ ngơi sớm nha. Được. Alo mẹ. Tâm Di à, con đang ở đâu vậy? Con đang ở trong văn phòng. Đã tối rồi sao còn ở văn phòng vậy? Có chuyện gì quan trọng mà phải tăng ca? Ngày nào con cũng về trễ hơn người khác, ngày nghỉ lại không chịu nghỉ ngơi. Trời ơi, ngày nào cũng làm như vậy, dù cho là người sắt cũng chịu không nổi đâu. Dạ con biết rồi mà, mẹ đừng có lo cho con nữa có được không? Cái gì chứ? Con thấy ổn nhưng mẹ không ổn chút nào. Con gái con đứa đi về khuya nguy hiểm lắm đó. Nếu như con chưa về thì cả đêm mẹ không ngủ được đâu. Dạ con biết rồi, nhưng mà bây giờ con đang có việc gấp cần phải làm ngay bây giờ, cho nên con mới ở lại đây thôi. Đợi khi nào con làm xong rồi thì con sẽ về ngay ha. Vậy nha, tạm biệt. Đã tối rồi ai tới vậy? Cô tìm tôi có chuyện gì sao? Chị Tâm Di, tôi có thể nói chuyện với chị được không? Mời. Thật ra hôm nay tôi tới là muốn giải thích với chị về chuyện của Chí Dĩ. Tôi biết tình cảm của hai người rất tốt, cô không cần phải giải thích gì hết. Mọi chuyện không giống như chị nghĩ đâu. Tôi nghe nói chị hiểu lầm chuyện giữa tôi và Chí Dĩ là bởi vì tối hôm đó chị ở dưới cầu thấy tôi và ảnh bên nhau. Rồi sao nữa? Thật ra tối hôm đó sai, trong một lúc mất kiểm soát đã ôm tôi, không giấu gì chị. Thật ra cho nên khi nãy ôm tôi vào lòng, tôi đã không đẩy ảnh ra. Lúc anh Dĩ ôm tôi vào lòng, nhưng ảnh lại luôn miệng gọi tên chị. Cùng thân phận là phụ nữ, chị có hiểu cảm giác của tôi lúc đó không? Tôi biết rõ ảnh đã xem tôi là chị. Hôm đó tâm trạng của ảnh rất buồn, cho nên mượn rượu giải sầu, nhưng sau đó đã uống say. Thậm chí ảnh đã không còn nhớ mình đã làm gì với tôi. Tôi biết là tôi không từ chối ảnh là lỗi của tôi, tất cả tại tôi không tốt, xin chị đừng trách ảnh. Cô đã thích ảnh như vậy rồi, tại sao hôm nay cô lại đến đây nói với tôi những chuyện như vậy? Thực ra trong lòng của tôi cũng rất mâu thuẫn, nhưng mà Chí Dĩ là một người rất khờ khạo, có rất nhiều việc ảnh giấu trong lòng không chịu nói ra. Nhưng thực ra ảnh rất nhớ chị. Tôi không nhẫn tâm thấy ảnh cứ đau khổ như vậy, cho nên tôi quyết định tới đây nói hết sự thật với chị.
Tất cả đều do chí dĩ đã vẽ ra, đã viết ra. Chị coi nó thì sẽ hiểu được tấm lòng của ảnh. Là tôi rất thích chí dĩ, nhưng mà trong lòng của ảnh không hề có tôi. Thích một người không nhất định phải ở bên cạnh, chỉ cần ảnh hạnh phúc là tôi đã mãn nguyện rồi. Cho nên chị Tâm Nhi, xin chị đừng trách ảnh nữa. Bởi vì trái tim của ảnh từ trước đến giờ chỉ có một mình chị. Chúc hai người hạnh phúc. Mình cũng đã quyết định quên Tâm Di rồi mà. Tại sao mình đi mãi lại tới trước cổng công ty của cổ? Đã tối về rồi, chắc có lẽ Tâm Di cũng đã về nhà. Tâm Di mới tan ca sao? Sao cô lại đi hướng đó vậy? Cô không về nhà, cô định đi đâu? Lệ Quy có nói thật hay không? Tối hôm đó chi dĩ nghĩ cổ là mình thật sao? Trước đây mình hiểu lầm chi dĩ, anh vì Lệ Quy nên mới không đám cưới với mình. Xem ra mình đã hiểu lầm ảnh mất rồi. Lại là chí gì? Sao ảnh lại đi theo mình? Mình đã nói với ảnh, hai người không thể ở bên nhau rồi. Tại sao ảnh còn đi theo mình? Bây giờ Lệ Quyên nói với mình toàn bộ sự thật, mình nên tha thứ cho ảnh không? Mình nên làm gì mới tốt cho cả hai đây? Trần Gia Bân, đoán xem Lý Chí Dĩ có biết được em đã biết ảnh đi theo em hay không? Lý Chí Dĩ, tại sao lại đi theo em chứ? Anh có biết lúc nãy là ai đến văn phòng tìm em hay không? Là Lệ Quyên. Cô đến nói thật với em, buổi tối hôm đó chuyện xảy ra ở trên cầu giữa hai người. Cổ nói anh đã tưởng cổ chính là em, cho nên mới hôn cổ. Với lại anh còn luôn miệng gọi tên của em ra nữa. Tâm Di à, anh xin lỗi. Nói vậy có phải em tha thứ cho anh rồi không? Ừ, em đã tha thứ.
Nhưng bây giờ em không thể nào bắt đầu lại với anh được hết. Gia Bưng, tuy là anh đã đi rồi, nhưng anh mãi mãi vẫn ở trong tim em. Trong khoảng thời gian này, em không thể nào nghĩ đến chuyện tình cảm. Anh hiểu được tâm trạng của em mà. Gia Bưng đã hy sinh cho em nhiều như vậy. Chỉ cần là người có tình cảm sẽ cảm động với chân tình của anh. Anh hiểu được thì tốt rồi. Bây giờ chúng ta có thể làm bạn tốt với nhau, nhưng mà chuyện tình cảm thì... Anh không quan tâm. Anh vẫn sẽ đợi em cho đến khi em buông bỏ tất cả để tiếp nhận anh. Chị Dĩ, anh không cần phải lãng phí thời gian với em đâu. Em thấy Lệ Quyên là một người con gái rất tốt. Cô thật sự rất yêu anh. Nếu không, cô ấy đã gạt đi lòng tự trọng của mình đến giải thích với em đâu. Nếu không phải yêu thì người bình thường sẽ không làm được điều này. Tâm Di à, em đừng nói nữa. Anh biết là em muốn nói gì. Em có nhớ không, trước đây em có nói với anh, tình cảm không phải món quà, không thể tặng đi tặng lại. Anh rất cảm ơn Lệ Quyên làm nhiều việc cho anh, nhưng mà trong lòng anh chỉ yêu một mình em thôi. Anh sẽ luôn đợi em, cho dù bao lâu đi nữa. Nhạc Phong, đang nghĩ gì vậy? Em thấy anh một mình đã ngồi ở đây rất lâu rồi, không nói gì hết. Tôi cảm thấy rất kỳ lạ. Người đàn ông mà chúng ta gặp ở bờ biển, tại sao vừa gặp chúng ta lại gấp gáp đi như vậy? Gấp gáp đến nỗi quên đem theo xe đẩy. Phản ứng của người đó làm tôi thấy rất là nghi ngờ. Nghe anh nói như vậy, em cũng thấy người này giống như đang trốn chuyện gì. Càng nghĩ càng thấy kỳ lạ. Kỳ lạ? Bây giờ tôi phải đến bờ biển tìm người đó để hỏi rõ ràng. Tôi đoán là chắc là có chuyện gì mờ ám. Em sẽ đi với anh. Không cần đâu, công ty còn nhiều việc cần cô giải quyết, một mình tôi đi được rồi. Cũng được, anh phải cẩn thận đó. Ừ. Chú Thiên Hổ à? Chú à? Ờ. Chú chuẩn bị xong chưa? Sắp tới giờ rồi đó nghe. Chú chuẩn bị xong lâu rồi, đang đợi con đó. Hiểu anh ơi, Hiểu anh. Hả? À, Hiểu anh à, bà nói con nghe nha. Giờ con với Danh Dương ở nhà đợi nha. Ba và Tam Lan tới cảng cá bán ha. Hả? Ba. Hả? Con muốn đi bán cá với hai người mà. Ừ, con không nghe lời của ba nói hay sao? Ba vừa mới nói xong con đã quên rồi. Ba nói con đợi ở nhà, con và Danh Dương cứ đợi ở nhà đi, ba đi buôn bán cho. Vậy sao ba? Ba có nói với con sao? Có nói. Vậy thì con sẽ ở nhà đợi. Ngoan đi, con ngoan ngoãn ở nhà đợi đi ha. Nè, nhanh chúng ta đi. Hiểu anh à? Dạ, sao ba? Ba thấy hay là như vậy đi, ba bồng theo Danh Dương cho nó ra ngoài chơi nha. Hả? Tại sao chú? À, không, không có gì. Ba muốn nói tinh thần con bây giờ không được tốt cho lắm. Lại giống như mấy bữa trước con hay quên đó. Trong một tiếng đồng hồ mà con đã cho đứa nhỏ uống sữa tới mấy lần luôn. Ba sợ lỡ như xảy ra chuyện gì không hay thì sẽ rắc rối lắm. Cho nên ba muốn đưa nó đi thôi. Con thật sự đã cho Danh Dương cho uống sữa đến mấy lần sao? Có đó. Sao lại như vậy chứ? Sao con không có ấn tượng gì hết? Con bị bệnh thật rồi.
Hay là vậy đi, bà đưa Danh Dương ra cảng cá đi, như vậy tốt hơn. Nếu không Danh Dương ở bên cạnh con, đầu óc con không được tỉnh táo, lỡ như xảy ra chuyện gì thì tiêu rồi. Đúng rồi đó. Thôi để bà đưa nó ra ngoài nha. Bà nói con nghe nè, con cứ ngoan ngoãn ở nhà, đừng có chạy lung tung. Dạ được. Được rồi. Tạm Lan à, con đưa cho chú, con đẩy Danh Dương đi. Dạ. Bà ra ngoài nghe ha. Dạ. Con ngoan ngoãn ở nhà, đừng có chạy lung tung nghe. Bà yên tâm đi. Hiểu anh, đi nhớ. Tạm biệt ba. Rồi tạm biệt. Tạm biệt con nghe. Tạm biệt. Mình bị sao vậy? Tự nhiên quên này rồi quên nọ. Đây là bệnh gì vậy? Bà có nói với mình người này tên là Nhạc Minh. Không đúng. Nhạc Hồng. Hay là Nhạc Phong. Kỳ lạ. Sao anh ấy ăn mặc chỉnh tề như vậy, còn mình lại mặc áo cô dâu? Hai người có quan hệ gì? Tại sao mình lại không nhớ gì hết vậy? Mình nhớ người đàn ông đó bán cá ở cảng cá. Mình đến đó chắc là sẽ tìm thấy. Quẹo vô, lượt cá đi bà con ơi. Vừa ngon vừa rẻ đây. Xin mời tới lửa đi. Được rồi, hai chị, lượt cá đi. Ủa, hai người đẹp, lượt cá đi, cá ngon lắm nha. Cá này bán sao vậy chú? Gì chú dữ vậy, cá ngon lắm đó, lựa đi. Nè, tránh ra. Ê, nè, làm gì vậy? Tạm Lan à. Nè, mấy anh làm gì vậy? Tôi đang buôn bán mà, làm khách sợ bỏ chạy hết trơn được kìa. Ê trời ơi, là ý gì hả? Tạm Lan à, nghe nói mấy ngày chúng tôi ở đây chỉ kiếm chén cơm thôi. Nếu như có chỗ nào không phải, xin anh tha thứ cho nghe. Nè ông già, không có chuyện của ông, tránh ra đi. Ê, chú Hổ, chú có sao không vậy? Nè, anh có ý gì đây hả? Động tay động chân gì? Ê cha, nói lớn tiếng như vậy sao? Mày không muốn buôn bán ở đây nữa hả? Được rồi mà. Xin lỗi anh nhiều. Ông muốn xin lỗi cũng được. Dạ. Trời nóng như vậy, tôi sẽ giúp ông hạ quả ha. Có mát không? Cho ông hạ quả nè. Có thoải mái không? Nè ông già, có mát hay không hả? Tôi cho ông mát hơn nữa đó nghe. Bơ. Tránh ra. Bơ. Đồ rác rưởi. Chạy mau. Bơ. Bơ. Nhạc Phong à, Danh Dương bên đó kìa. Danh Dương, bà nhớ con lắm con biết không? Cuối cùng bà tìm được con rồi. Bà có biết là thời gian qua con tìm ba vất vả lắm không? Hiểu anh đâu? Hiểu anh đó. Nhạc Phong à, là căn này nè. Dạ. Con nhà cũng đơn sơ lắm. Chú à, chú ngồi đi, con đi pha trà nha. Nhạc Phong à, con ngồi đi. Dạ. Ba. Hả? Con biết là thời gian qua mọi người vất vả nhiều rồi, đặc biệt là Hiểu Anh.
tự nhiên lại mắc căn bệnh kỳ lạ này. Cuộc đời của Hiếu Anh đúng là trắc trở thiệt. Lúc đó bà bất ngờ đưa Hiếu Anh ra đi là vì ba có nỗi khổ bất đắc dĩ. Nhạc Phong à, con đừng có trách ba nghe. Ba, con thương hai người còn không kịp, làm sao mà trách hai người được. Nhưng ba, môi trường ở đây cũng khá yên tĩnh. Đúng đó, cũng được chứ. Bởi vì ba thích ở chỗ như vậy, dân cư không đông đúc, ở đây rất yên tĩnh, ở đây rất tốt cho Hiếu Anh dưỡng bệnh đó. Mời chú, mời anh. Cảm ơn. Uống trà đi. Chú Hổ à, sao con không thấy Hiếu Anh ta? Có thể nó đang nghỉ ngơi ở trong phòng đó. Để ba đi vô kêu nó ha. Ồ, gặp nhau mấy lần rồi, thì ra anh là con nuôi chú Thiên Hổ hả? Hại tôi lúc đầu hiểu lầm anh, cứ tưởng anh là kẻ phụ tình Hiếu Anh nữa chứ. Anh xin lỗi nha. Ê, phải rồi, anh nói anh là ba của Danh Dương có phải không? Đúng vậy. Anh chính là ba của Danh Dương. Hiếu Anh lại nói cổ là mẹ của Danh Dương. Thật ra hai người có quan hệ gì vậy? Càng nghĩ tôi càng không hiểu. Nhạc Phong, Tam Lan, không thấy Hiếu Anh đâu hết đó. Ôi trời ơi chú Hổ, gần đây trí nhớ của cổ ngày càng tệ hơn đó. Không lẽ ra ngoài rồi quên đường về luôn hả? Bây giờ chỉ sợ vậy thôi. Ba, Hiếu Anh bệnh nghiêm trọng tới vậy sao? Anh không biết đâu, hôm đó khi tôi tới đó ẩm Danh Dương về đó, là do Hiếu Anh đi dạo biển đẩy theo Danh Dương. Kết quả cổ về con mình nè, để Danh Dương lại đó luôn. Anh thấy có nghiêm trọng không? Nghiêm trọng như vậy sao? Ba, chúng ta mau đi tìm đi. Sao kỳ vậy? Lúc nãy khi mình ra khỏi nhà có đem theo dù và nón mà, sao bây giờ mất đâu hết rồi? Mình bị sao vậy? Tự nhiên là mất dù và nón luôn, không thấy đâu hết. Tam Dương Công, con tên là Hứa Hiểu Anh. Con không biết gần đây bị sao nữa, thường hay quên này rồi quên nọ. Giống như hôm nay vậy, rõ ràng con có đem theo dù và đem nón, nhưng mà bây giờ con không biết mình để đâu mất tiêu rồi. Tam Dương Công, con thật sự sợ lắm, xin ông phù hộ cho bệnh của con nhanh chóng được hết bệnh. Đó không phải là dù và nón có Hiểu Anh sao? Sao lại ở đây vậy? Sao dù với nó của nó lại ở đây vậy? Chú Hổ à, có khi nào cô nhảy xuống biển luôn không? Không có đâu, không có đâu. Hiểu Anh không có làm chuyện đó đâu. Cũng chưa chắc đâu, gần đây trí nhớ của cổ kỳ cục lắm, con rất sợ cô làm chuyện dại dột đó. Không có đâu Tam Lan, tôi tin lời ba tôi nói, Hiểu Anh không bao giờ làm những chuyện này đâu. Hay là vậy đi Nhạc Phong à, ở gần đây có chỗ miếu Tam Dương Công đó, nghe nói linh lắm. Chúng ta tới đó khấn vái, xin người phù hộ chúng ta nhanh tìm được Hiểu Anh đi ha. Dạ được, Tam Lan làm phiền cậu nha. Con đi nha. Được được. Tam Lan, chúng ta tới gần đó tìm thử coi đi. Dạ. Tam Dương Công, gần đây con thường xảy ra tình trạng quên này rồi quên nọ lắm. Mấy ngày trước con đã để một mình Danh Dương ở lại bên ngoài rồi một mình đi về nhà. Sao con lại ra nông nổi này? Còn nữa, ba của Danh Dương thật ra là ai vậy? Tại sao con nghĩ hoài mà cũng không nhớ ra? Tam Dương Công, xin người hãy nói cho con biết ba của Danh Dương thật ra là ai vậy? Tại sao anh ấy lại không ở bên cạnh tụi con? Có phải do con bị bệnh hay không? Anh đã chê con quá phiền phức, cho nên anh ấy mới nhẫn tâm bỏ con đi. Tam Dương Công, con thấy con quá bất hiếu,
Ba của con đã lớn tuổi rồi, con lại để cho ba lo lắng bệnh tình của con. Sao như không, con đã làm sai chuyện gì mà ông trời nữa đối xử với con như vậy? Xin người hãy nói cho con biết có được không? Hiểu anh. Hiểu anh. Anh là ai? Anh là anh của em. Anh là Nhạc Phong. Hiểu anh à, em có biết là anh đi tìm em vất vả lắm không? Hiểu anh. Anh buông tôi ra. Anh buông tôi ra. Anh buông tôi ra đi. Thật ra là ai chứ? Hiểu anh à, nó là Nhạc Phong đó. Nó là Nhạc Phong mà con ngày đêm mong nhớ đó. Nhạc Phong. Anh là Nhạc Phong thật sao? Anh. Đúng đó, nó là Nhạc Phong anh của con, là ba của Danh Dương đó. Chắc chắn là Tam Dương Công Hiển Linh đã dẫn đường Nhạc Phong tới tìm con. Rồi, tới nhà rồi. Nè, Danh Dương, bảm con nghe. Ý, ôi, ồ, để bà nhìn con cái coi. Ồ, ngoan 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 con. Ôi, một thời gian ngắn không gặp, con đã lớn nhiều rồi. Cũng may con tìm được mọi người sớm, nếu không thì vài năm nữa, lỡ như gặp nhau trên đường, con sợ là không nhận ra đó. Nè, anh thật sự là ba của Danh Dương sao? Ba tôi có nói với tôi, tôi cũng có chút ấn tượng. Nhưng mà nếu như anh là ba của Danh Dương, tại sao lại không ở chung với chúng tôi chứ? Sao bây giờ anh mới đi tìm con và tôi? Hiểu anh à, chuyện là vậy. Nhạc Phong gần đây bận rộn đi công tác nước ngoài, bây giờ mới trở về. Nhạc Phong thật sự là ba của Danh Dương đó con. Có rồi, hình như con cũng có chút ấn tượng. Ba có viết không? Cho con mượn cây viết có được không? Cảm ơn. Vậy thì Nhạc Phong là chồng của con, Danh Dương là con của con. Con sẽ viết lên tay con, như vậy con sẽ không quên nữa đâu. Ông trời ơi, Hiểu Anh là một cô gái hiền lành lương thiện, sao lại để Hiểu Anh chịu sự giày vò này? Như vậy là không công bằng với cô. Không được, mình phải chăm sóc cho cô cho đến khi cô khỏi bệnh mới thôi. Mình phải làm như vậy. Chú Hổ à, ngay cả Nhạc Phong mà Hiểu Anh cũng nhận không ra luôn, không biết sau này cổ sống sao đây. Bây giờ Nhạc Phong cũng đã tìm thấy chúng tôi rồi, cho tụi nó nói chuyện đi, nó không chừng chuyện này giúp ích được cho Hiểu Anh đó. Chú nghĩ bây giờ chúng ta đi mua chút thức ăn để chúc mừng hôm nay chúng ta đã gặp được Nhạc Phong, có được không? Đi. Ở đâu rồi ta? Nói tới cái làng chài này, lớn thì không lớn,
Nhưng mà không biết phải bắt đầu tìm từ đâu nữa. Nói cũng phải, nếu như chợ cá đang hoạt động, tới đó tìm là được. Bây giờ họ đã nghỉ hết rồi, biết đi đâu tìm đây. Đúng đó. Cô à? Ông Hứa, ông có nhận ra tôi không? Cô là... Tôi là Diên Tinh Tinh nè. À, cô chính là tổng giám đốc của Tân Thái, có phải vậy không? Ừ.